Hello, xin chào tất cả các bạn. Hiện nay kênh Khám phá Việt Nam TV đang có mặt tại bãi biển phường Minh Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng để ghi lại một hình ảnh rất là đẹp tuyệt vời vào một buổi chiều tại thành phố Đà Nẵng. Đó là trò chơi biểu diễn dù lượn ở trên bãi biển ở phường Minh Thái, thành phố Đà Nẵng. Và trong chiều ngày hôm nay thì kênh Khám phá Việt Nam TV sẽ ghi lại một số hình ảnh rất là đẹp trong một buổi chiều trời nắng tuyệt đẹp tại thành phố Đà Nẵng để cho chúng ta đón xem các anh thanh niên rất là trai tráng đang thực hiện bay trên không bởi chiếc dù lượn. Và chiếc dù lượn này thì sẽ bay nhờ sức gió đấy các bạn. Và chiều hôm nay ở thành phố Đà Nẵng thì gió cũng khá lớn, cho nên rất là thuận lợi cho các anh tham gia trò chơi dù lượn này. Và để điều hành được một chiếc dù lượn này thì cũng không phải đơn giản đâu các bạn. Chúng ta phải tập luyện, chúng ta phải biết kỹ thuật điều hành cái sợi dây dù đó để làm sao cho cái dù lượn này nó bay theo ý muốn của mình. Đấy. Đây, hiện nay là cái chiếc dù màu cam ở phía trước các bạn này. Và theo quan sát thì chúng ta thấy cái tốc độ mà gió nó kéo cái dù lượn này đi rất là nhanh. Và người chơi bắt buộc phải có sức khỏe tốt và điều hành rất đẹp. Tuyệt vời. Very good. Tuyệt vời. Đẹp không các bạn? Rất tuyệt vời nhé. Đấy, cả anh đã biểu diễn cái cao này rất là tốt. Đấy. Tốc độ của những cái dù lượn này nó chạy nó kéo cái bàn đạp ở dưới chân của những người chơi dù lượn này nó bay rất là nhanh đó các bạn. Tốc độ của nó chạy rất là nhanh. Rất là tuyệt vời ông mặt trời. Đấy, dự diện bay lên cao nha. Trò chơi này rất là cảm giác các bạn. Mà khi chúng ta chơi thì rất là sướng. Cảm giác lắm. Chiều hôm nay thì như trên màn hình các bạn thấy gió khá lớn và sóng cũng khá nhiều, cho nên rất thuận lợi cho những người tham gia trò chơi dù lượn này. Đấy, chúng ta tiếp tục xem nhá. Tuyệt vời. Đấy, người ta biểu diễn đấy, bay lên không trung. Các anh này đấy, người ta có cách điều hành cái dây đấy các bạn. Đấy. Chạy rất nhanh đấy các bạn. Tốc độ của nó rất là nhanh. Đấy, tuyệt vời. Người chơi phải biết cách điều hành cái dù này theo hướng gió để làm sao cho cái dù này kéo mình đi theo những cái hướng mà nhất định nào đó. Ví dụ chúng ta muốn về hướng ở đằng kia thì người ta phải điều hành dù, và muốn quay ngược lại thì phải có cách điều hành cái dù mới được đó các bạn. Chứ không phải là bình thường mà ai cũng chơi được đâu. Đấy, hai dù hiện nay là hai dù nhá. Đấy, dù dần đẹp chưa, hai người bay lên. Hình cảnh đó. Như trên màn hình chúng ta thấy thì chiều hôm nay trời nắng rất là đẹp. Và đặc biệt cái khung cảnh của bãi biển phường Minh Thái nhìn về hướng quận Sơn Trà, tức là nhìn về cái bán đảo Sơn Trà này rất là đẹp đấy các bạn này. Và bên cạnh đó thì có một trò chơi rất là thú vị, đó là trò chơi dù lượn của các anh thanh niên. Rất là khỏe và trò chơi rất là cảm giác đấy các bạn. Bên kia là người Việt Nam, còn anh mà đang ở gần này là một anh Tây. Và họ chơi khá thành thạo đấy các bạn. Nhìn người ta chơi rất là tốt. Đây, người ta biết cách chơi.
À, mình quan sát thì thấy là cái tốc độ của cái gió nó kéo cái dù này chạy rất là nhanh đấy các bạn ạ. Đấy, đang biểu diễn nhá, rất là cảm giác. Và trong một cái hình ảnh rất là đẹp giữa bãi biển và bán đảo Sơn Trà thì trò chơi này rất là tuyệt vời, tạo cho con người chúng ta một cảm giác rất là tốt. Mình phải ghi hình liên tục và phải đưa máy hình theo những người chơi này rất là nhanh, bởi vì cái tốc độ của gió nó kéo cái bàn đạp của những người chơi này rất là nhanh, chạy nhanh lắm. Một hình ảnh rất là đẹp các bạn, trên bãi biển Mân Thái quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng. Một bên là bãi biển và một bên là bán đảo Sơn Trà với những cái hình ảnh đẹp tuyệt vời vào một buổi chiều hoàng hôn. Hiện nay thì khoảng 4:30 cho nên mặt trời đã dần buông xuống. Ê, biểu diễn đấy, bay lên cao đấy các bạn. Hello. Đấy, đây là một chiếc dép rất là khổng lồ. Chiếc dép rất là khổng lồ và dùng cái này để lướt trên mặt sóng biển đấy các bạn. Đấy, tiếp tục. Bay rất nhanh nha, nhanh. Đấy, bay lên khoảng một thước. Rất đẹp. Một hình ảnh rất là cần cảnh nha, rất đẹp. Đẹp tuyệt vời. Đẹp quá. Nhưng mình phải về điều hình cái này để cho nó qua. À, nó qua phải qua trái à? À. À hay à. Đấy, mời các bạn xem, các anh đang chơi dù lượn đấy các bạn. Ê, rất đẹp. Đẹp tuyệt vời nhá. Hiện nay thì kênh Khám phá Việt Nam TV đang có mặt tại bãi biển phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng để ghi lại một số hình ảnh tuyệt đẹp của trò chơi dù lượn trên bãi biển đấy các bạn. Đấy, chúng ta xem nha, đấy rất là nhanh. Và chiều hôm nay thì gió rất là to cho nên các anh chơi trò chơi dù lượn này rất là tuyệt vời. Đấy, bay lên khỏi mặt nước. Tuyệt vời. À, người ta điều khiển. Người ta có cách điều khiển cái dù lượn đấy các bạn. Hay nhỉ. Cái sức gió nó kéo chạy rất là nhanh. Và trò chơi này thì phải biết cách. Đấy, bay. Đấy, lượn xong. Các anh này biểu diễn rất là siêu, không phải dễ đâu, nhìn thế nhưng mà để điều khiển được cái
cái dù này bay cho nó theo hướng của mình thì hơi khó đấy các bạn. Đấy. Và nó bay rất là nhanh. Đấy, tốc độ chạy trên mặt nước rất là nhanh. Đấy, điều chỉnh bay lên cao, điều chỉnh bay lên cao. Đấy, rất đẹp. Đấy, người ta phải biết cách điều hành cái sợi dây đấy để làm sao cho cái dù này nó bay lên cao, bay lên thấp, bay tới, bay lui theo cái điều khiển của cái người chơi này các bạn, không phải đơn giản đâu. Hello, anh chơi nó video đi với. Nhắc anh Zalo em cái chơi mới. Vâng, tí nữa em sẽ xin cái Zalo của anh. Lâu chơi, em mà tìm tài không chơi. Vâng. Vâng, tí nữa em sẽ lấy cái số. Rất đẹp, rất đẹp. Đấy, hiện nay là có 3 chiếc dù lượn đấy các bạn. Đấy, 2 chiếc dù cùng về với nhau. Đấy, người ta điều khiển. Đấy, đi rất là nhanh đấy các bạn. Sức gió nó chạy rất là nhanh đây các bạn. Đây, chúng ta nhìn nha, nhìn nha. Đấy, sức gió chạy rất là nhanh, rất là nhanh. Đấy, biểu diễn đấy. Ơ, tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn.